Nam mô vô ngã hay không có linh hồn lý thuyết của phật giáo về luân hồi ta cần phân biệt với thuyết tái sanh nhằm chỉ sự chuyển đổi của linh hồn hay sự tái sanh của một xác thân thường còn phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của một linh hồn bất tử hay trường tồn được tạo nên bởi đấng thượng đế hoặc phát xuất từ một đại ngã nếu linh hồn mà người ta giả thiết như tinh hoa của con người là vĩnh cửu, thì linh hồn không thể phát sanh hay tiêu diệt. Ngoài ra, người ta cũng không thể giải thích tại sao từ lúc đầu linh hồn này lại khác với linh hồn kia. Bertrand Russell viết Ta phải nói rằng sự phân biệt cũ kỹ giữa linh hồn và thể xác đã hoàn toàn tiêu tan bởi vì vật chất đã mất tính chất cứng rắn của thể đặc mà tâm cũng mất tính chất tinh thần của nó tâm lý học đang bắt đầu trở thành một ngành khoa học trong hiện tình của khoa tâm lý học niềm tin vào một điều gì bất tử đã không được sự tán trợ của khoa học người phật tử đồng ý với rousseau khi ông nói rõ ràng có lý do để tin rằng cái tôi ngày hôm nay và cái tôi ngày hôm qua là một. Và để lấy một ví dụ rõ ràng hơn nữa, nếu cùng một lúc tôi thấy một người và nghe người ấy nói thì hiển nhiên là cái tôi nghe và cái tôi thấy là một. Cho đến những năm gần đây, các nhà khoa học đã tin tưởng vào tính cách bất khả phân và không thể tiêu diệt của nguyên tử. Với đầy đủ lý lẽ các nhà vật lý học đã phân chia hạt nguyên tử ấy thành những phần nhỏ cùng với những lý do chính đáng các nhà tâm lý học khám phá rằng tâm không phải là vật thể đồng nhất của một cái gì trường tồn mà là một số yếu tố được kết hợp với nhau qua những liên quan mật thiết nào đó cho nên vấn đề của sự bất diệt trường tồn trở thành câu hỏi rằng những liên quan này có còn tồn tại giữa những yếu tố của xác thân đang sống và xác thân đã chết hay không. Cũng như cho viết trong cuốn Ý nghĩa của đời sống Vật chất đã tan rã dưới mắt của chúng ta Nó không còn là thể đặc Không còn vững chắc Không còn do những định luật cưỡng chế quy định Và quan trọng hơn tất cả Chúng ta không còn biết nó là gì nữa cái được gọi là nguyên tử hình như vừa có thể bị phân tán vừa có thể bị tiêu diệt những điện tử và dương tử bao gồm trong một nguyên tử có thể gặp và tiêu diệt lẫn nhau trong khi ấy sự bền vững của điện tử và dương tử giống như sự bền vững của một làn sóng không có những giới hạn chắc chắn và trong tiến trình biến đổi liên tục cả hai đều thay đổi hình thức và vị trí Giám mục Beckley đã bảo rằng Cái được gọi nguyên tử là một điều tưởng tượng siêu hình Và chủ trương có một thực thể tinh thần Gọi là linh hồn Chẳng hạn Hume nghiên cứu và nhận thấy rằng Ý thức không có gì khác ngoài những trạng thái tinh thần biến đổi Và kết luận rằng Cái ta thường còn là không thực tồn tại Và Hume viết có vài triết gia nghĩ rằng trong mỗi chập tư tưởng chúng ta ý thức cái gọi là ta và chúng ta cảm giác rằng cái ta là có thật thường còn và chúng ta là chắc thật không thể biến đổi và phân chia riêng về phần tôi khi tôi tiếp xúc mật thiết với cái mà tôi gọi là tôi thì tôi luôn gặp phải một vài cảm giác đặc biệt như nóng hay lạnh ánh sáng hay bóng tối thương hay ghét buồn hoặc vui tôi chưa từng bắt gặp cái tôi và không bao giờ có thể tìm thấy được cái gì ngoài cảm giác cũng như không thể nhận thức được cái gì khác cần thiết để làm cho tôi trở thành một thực thể hoàn toàn không tồn tại bergson nói tất cả ý thức chỉ tồn tại trong thời gian sinh hoạt một trạng thái tâm lý nếu không biến đổi thì không còn là một trạng thái nữa. Nó là sự biến đổi không ngừng. Khi sự biến đổi ngưng, thì trạng thái tâm thức cũng ngưng. Trạng thái tâm thức chính là sự biến đổi. Đề cập đến vấn đề linh hồn, giáo sư James viết, Cho đến nay, thuyết linh hồn là hoàn toàn vô ích khi dùng nó để giải thích các sự kiện thực sự có thể chứng minh được về kinh nghiệm của tâm thức cho đến nay cũng không ai có thể bị bắt buộc phải chấp nhận lý thuyết ấy vì những lý do khoa học cụ thể nơi phần kết luận của chương thích thú nói về linh hồn ông viết và trong tác phẩm này giải pháp tạm thời mà chúng ta đã đạt tới phải là lời kết luận chính tư tưởng là con người tư tưởng watson nhà tâm lý học trứ danh đã viết chưa có ai từng sờ đụng được linh hồn hay nhìn thấy linh hồn trong một ống nghiệm hay bằng phương cách gì khác để tiếp xúc với linh hồn như đã từng va chạm với các vật khác trong cuộc sống hàng ngày tuy nhiên ngờ vực sự hiện hữu của linh hồn được xem như người theo tà giáo và thời xưa điều ấy có thể dẫn đến việc khiến người ta bị rơi đầu Cả đến ngày nay, người có địa vị quan trọng cũng không dám nêu vấn đề đó lên. Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật đã đề cập đến những vấn đề này. Theo Phật giáo, ý thức không gì khác hơn là một tổng hợp phức tạp của những trạng thái tâm thức luôn luôn biến đổi. Mỗi chập tư tưởng gồm có ba giai đoạn, phát sanh hay khởi đầu, tĩnh lặng hay phát triển, và chấm dứt hay hủy diệt ngay khi một chập tư tưởng vừa qua giai đoạn diệt tức thì giai đoạn sanh của chập tư tưởng kế tiếp lại tiếp hiện ra trong tiến trình luôn luôn biến đổi của đời sống mỗi chập tư tưởng khi diệt chuyển toàn bộ năng lực và tất cả những cảm giác thâu nhận cho chập tư tưởng kế tiếp mỗi chập tư tưởng mới gồm có tiềm năng của những chập tư tưởng trước đó cùng với một vài cái gì khác nữa cho nên có sự luân chuyển tiếp tục của tâm thức như một dòng suối không ngừng trôi chảy chập tư tưởng theo sau không hoàn toàn giống những chập tư tưởng trước đó bởi vì thành phần cấu tạo đã đổi mới mà cũng không hẳn là khác vì cả hai đều nằm trong cùng một dòng sống nghiệp lực ở đây không có chúng sanh giống nhau nhưng có sự đồng nhất trong tiến trình đời sống của chúng sanh. Trong mỗi phút giây của đời sống đã có sự sanh và sự chết. Sự phát sanh của một chập tư tưởng này có nghĩa là có một chập tư tưởng khác đã hủy diệt và ngược lại. Trong dòng thời gian của đời sống có sự tái sanh nhất thời mà không có linh hồn. Tưởng không nên hiểu rằng ý thức của ta bị cắt ra từng khúc nhỏ và được nối liền lại với nhau như những toa xe lửa hay một sợi dây xích nhưng trái lại nó trôi chảy liên tục như một dòng sông tiếp nhận từ những phụ lưu của các giác quan để bồi đắp thêm cho sự phong phú của nó và mãi mãi cung cấp cho thế giới bên ngoài những tư tưởng mới mà nó tiếp thu trong cuộc đời dòng sông ý thức ấy phát sinh từ cội nguồn và chấm dứt nơi cửa sông của nó chập tư tưởng tồn tại nhanh chóng đến nỗi không có bất cứ tiêu chuẩn nào có thể đo lường ước tính được tuy nhiên các nhà chú giải cho biết rằng thời gian kéo dài của một chập tư tưởng có thể còn ngắn hơn một phần tử thời gian của một cái chớp ở đây chúng ta có thấy sự kề nhau nối tiếp trong chuỗi dài của những trạng thái ý thức chứ không có sự chồng chất lên nhau của các trạng thái đó như một số người lầm tưởng, không có một chập tư tưởng đã qua mà còn trở lại, cũng không có chập tư tưởng sau giống hệt chập tư tưởng trước đó. Nhưng người đời chúng ta bị che lấp bởi màn ảo giác, đã lầm tưởng sự liên tục giả tạo như một cái gì vĩnh cửu và còn tiến xa hơn cho rằng có một linh hồn trường tồn, một cái ngã, ta, một con người giả định vừa hành động và chứa nhóm tất cả hành động và trong cái tâm luôn luôn biến đổi này cái được gọi là con người chẳng khác gì một cái chớp tạo nên bởi sự kế tiếp của những tia sáng nối liền nhau quá nhanh đến nỗi mắt trần của ta không thể trông thấy chúng riêng biệt và người mê lầm cũng khó nhận biết được sự liên tục của những tia sáng rời rạc ấy như bánh xe lăn chấm một điểm trên mặt đường con người chúng ta cũng chỉ sống trong từng chập tư tưởng ta luôn luôn sống trong hiện tại và hiện tại nhất định phải trôi vào quá khứ tương lai của chúng ta ra sao sẽ được quyết định bởi chập tư tưởng trong hiện tại người ta có thể hỏi nếu không có linh hồn thì cái gì tái sanh thực ra không có cái gì được gọi là tái sanh cả khi cuộc sống chấm dứt nghiệp lực là tự hiện hữu trong một hình thức mới, như Đại Đức Silakara đã viết. Dù không thấy nghiệp lực đi qua ở đâu, nhưng các điều kiện thích ứng với sự biểu hiện rõ ràng của nó vẫn có mặt. Nghiệp lực xuất hiện dù nơi con mũi hay con trùng bé nhỏ, vẫn khiến ta thấy rõ, nói như hiện hữu của ánh sáng rực rỡ của một đấng thiên thần hay thượng đẳng thiên sứ. Khi phương thức của nghiệp dừng nghỉ dòng nghiệp lực chỉ chuyển tiếp và khi gặp điều kiện thuận lợi, nghiệp sẽ tự phát hiện trở lại trong một tâm thức hay hình thể khác. Sanh là sự phát khởi của hiện tượng nhất thời tâm vật lý. Chết chỉ là sự chấm dứt tạm thời của hiện tượng tâm vật lý ấy. Cũng như sự phát sanh của một trạng thái vật chất được hình thành do bởi trạng thái trước đó làm nguyên nhân và sự xuất hiện của hiện tượng tâm vật lý đã do những nguyên nhân trước tạo điều kiện để nó phát sanh cho nên tiến trình của một kiếp sống có thể diễn tiến mà không cần có một thực thể thường còn chuyển tiếp từ chập tư tưởng này sang chập tư tưởng khác vậy thì một loạt tiến trình của những đời sống cũng có thể diễn tiến mà không cần có một linh hồn bất tử di chuyển từ kiếp này sang kiếp nọ Phật giáo hoàn toàn không phủ nhận sự hiện hữu của một bản ngã trong cái nghĩa thực nghiệm của nó. Phật giáo trong định nghĩa rốt ráo nhằm chứng tỏ rằng không có một bản ngã bất biến thật sự. Danh từ triết học Phật giáo gọi một cá nhân là Santana, một dòng sống hay sự liên tục. Nó gồm cả những yếu tố tinh thần cũng như vật chất. Nghiệp lực của mỗi cá nhân đã kết hợp những yếu tố đó lại với nhau dòng sống không ngừng hay sự liên tục của hiện tượng tâm vật lý này đã do nghiệp lực tạo nên, không những chỉ giới hạn trong đời hiện tại, mà nghiệp lực ấy đã bắt nguồn từ những kiếp quá khứ vô thủy và nó sẽ còn tiếp tục diễn tiến trong tương lai. Chính dòng sống nghiệp lực này, theo Phật giáo, là cái mà các tôn giáo khác gọi là cái ta vĩnh cửu hay linh hồn bất tử.